Đi đi vô chị ơi. Chú Càng đi. Ơi chú Càng ơi chú Càng. Dạ chú Càng ơi. Dạ. Nghe nói thằng Minh nó bị đàn em chú đánh. Chú ơi, chú làm ơn dạ. Nói giùm tôi một tiếng, không là chết thằng nhỏ. Dạ chú Càng. Dạ. Dạ. Ủa, ai dám đánh nó? Nãy giờ tôi ở đây có hay biết gì đâu nè. Tôi lại chú. Dạ. Ở đây á, chị cô chú nói dạ. Một tiếng là xong à. Dạ. Chú nể tình thằng con chú với thằng Minh là bạn thân, chú giúp giùm nghe chú. Dạ, dạ. Bà yên tâm. Dừng lại đi bà. Ừ, đi dừng lại đi. Dừng lại đi. Trời ơi con ơi, Minh ơi, Minh sao không con? Ơi, em có sao không con? Mình, sao rồi? Mẹ mày, mai là có đại ca của tao, không có mày để mạng ở đây á. Mày là thằng nào mà xe cho công chuyện của tụi tao? Mày biết luật không vậy? Lần này tụi tao tha, lần sau là dùng súng bỉ cho cá ăn nha. Có chuyện gì thì từ từ nói. Tụi bay làm cái gì mà mạnh tay quá vậy? Tại nó dám giành địa bàn đó đại ca. Tao nói tụi bay biết, tao coi thằng này như con cháu trong nhà. Dạ, nhưng nó xen vào công việc của tụi em. Giải tán. Dạ. Ê, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả mày? Đừng bao giờ xen vô chuyện của người khác. Ở đây không phải là công đường đâu mà mày đòi xét xử. Nè con, mai mốt á đừng có xen vô chuyện ở đây nữa. Cứ làm tốt công việc của mình đi. Chú có ba đầu sáu tay đâu mà che chở hoài cho con vậy được. Nhớ nghe con. Trời ơi, chuyện gì mà đánh cháu tôi ra nông nổi vậy nè? Dạ, ngoại ơi, con không sao đâu ngoại. Ừ. Chị đã nói với em rồi, làm ở đây thì chỉ lo việc của mình thôi, xen vào chuyện của người ta để làm cái gì, để cho bây giờ bị đánh như vậy đó. Em có sao đâu, ra xem anh kia có sao không kìa. Con thấy chồng mình sao rồi, hả? Đau lắm không? Dạ, con không sao đâu. Trời đất ơi. Anh có sao không? Ô Minh, con có sao không? Sao mà ngày đầu tiên mà ra nông nổi vậy chứ? Thầy đừng có lo, con không có sao đâu. Thầy coi anh này nè, anh bị đánh ác hơn con nhiều. Máu ra nhiều quá mà mặt còn dính đầy cát nữa. Con làm sao mà tụi nó đánh con dữ vậy? Tao thấy bay lạ quá, không phải người làng này. Dạ, con mới tới đây. Con tên Cảnh, con chỉ muốn kiếm việc làm ở dưới cảng. Hồi nãy con vừa xin giác một giỏ đồ cho khách rồi bất ngờ bị đánh tới tấp luôn. Anh bị đánh là đúng rồi. Ở cái cảng này là quân ông can cai quản hết. Anh có muốn bốc giác hay làm gì thì cũng phải thông qua họ. Thiệt tình tôi đâu biết luật lệ gì đâu, nhưng mà họ đâu cần ra tay mạnh dữ vậy. Chỉ cần họ nói với tôi là được mà. Sao họ lại quá đáng vậy chứ? Hành sự chẳng khác nào dân xã hội đen. Thì không xã hội đen là cái gì? Con nhìn thấy đó, họ hung dữ quá trời.